Chào các bạn, video này mình sẽ giới thiệu đến các bạn là cái cách trồng cây đu đủ miền Bắc mùa mưa. Các bạn, đu đủ trồng mùa mưa rất khó trồng, vì là mùa mưa rào này những cái cây đu đủ non như này rất dễ bị ngập úng và chết và gãy cây. Rất đơn giản thôi các bạn chỉ cần một cái vỏ bao xi măng này. Sau đó các bạn khoét một cái lỗ ra, các bạn đút qua cái cây này. Tác dụng của nó là hạn chế nước mưa vào gây ngập úng, chết cây và làm gãy cây các bạn. Đấy, trồng đu đủ mùa mưa như này là tầm tháng 3 âm lịch này, là mùa mưa rào này, thì ưu điểm của nó là sẽ có những cái trái đu đủ đẹp nhất để chúng ta bán tiếp các bạn. Đấy, và nó sẽ khó trồng hơn là những cái mùa như là mùa đông và mùa xuân các bạn, vì nó có mưa rào. Cách trồng thì rất đơn giản các bạn. Chúng ta không nên trồng vụ cao quá. Vụ cao quá là chúng ta sẽ tốn đất. Và chúng ta trồng những cây càng nhỏ càng tốt các bạn. Càng nhỏ thì sau này nó lên ấy, cây nó càng mập cây. Không, chúng ta không nên trồng những cây khoảng tầm 4-50 phân mà nó gầy cây. Cây đấy là rất kém. Giống đu đủ này chúng ta phải chăm từ nhỏ, càng nhỏ càng tốt, để cho nó phát triển thật nhanh, mập cây. Thì đất nót của nó là phải, các bạn phải bắt buộc phải có đất đẹp, đất ruộng hoặc đất từ xa. Đấy, khi mà cây nó to rồi 4-50 phân thì các bạn bỏ cái vỏ bao này ra. Cây đu đủ này thì các bạn cứ một tháng các bạn bón phân vi lượng đầu trâu đấy, các bạn rắc vào xung quanh, các bạn rắc xa gốc, đừng rắc vào gần gốc. Cái loại này một tháng các bạn bón một lần, là các bạn hạn chế bón đạm nhé. Đạm mà các bạn cây nhỏ như này các bạn bón đạm là sẽ chết. Khi nào cây to các bạn có thể bón đạm xong, nhưng các bạn bón xa gốc rồi. Và những cái cây này chúng ta không nên phun nhiều thuốc sâu vào nhé, sẽ chết đấy các bạn, nhất là cây lon các bạn. Rất là đơn giản trồng. Video của mình giới thiệu đến các bạn là trồng cây đu đủ mùa mưa đến đây là hết rồi. Các bạn thấy hay thì like và đăng ký ủng hộ kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video lần sau.